giữa chủ nghiệp núi rừng, đường 20 quyết thắng như một sợi chỉ hồng nối liền Trường Sơn Đông với Trường Sơn Tây. Dọc hai bên đường là bạt ngàn cây cổ thụ vươn lên nền trời xoa dịu nắng hè đổ lửa. Giữa mênh mông đại ngàn ấy, trong tiếng gió rừng già vẫn như có tiếng nói cười dâm gian, tiếng quốc sẻng của biết bao thế hệ thanh niên xung phong. Bộ đội Trường Sơn đã quên mình lao động chiến đấu cho đất nước hòa bình thống nhất. Trên tuyến đường xanh mãi tuổi 20, đất đá trên mỗi cây số, mỗi con suối, mỗi thước ngầm đều khét mùi bom đạn, trộn lẫn thép gang, mồ hôi và máu, với đầy ắp những chiến tích và cả những hy sinh không sao diễn tả nổi. Nhất là ở các trọng điểm đánh phá của địch. Tại đây đã ghi dấu một câu chuyện hết sức bi hùng vào một buổi chiều ngày 14 tháng 11 năm 1972. Trong lúc đang làm nhiệm vụ thì 8 thanh niên xung phong được nhận nhiệm vụ hỗ trợ bộ đội ngược ra bến phà Xuân Sơn vận chuyển chuyến hàng cuối cùng trước khi xuất ngũ. Nhưng đến km 16.500 này thì máy bay Mỹ ập đến, và cùng lúc đó một tiểu đội 5 chiến sĩ pháo binh cùng với 8 thanh niên xung phong đã ẩn nấp vào một hang đá có tên gọi là hang Tà Cốt. Thật không may thì cơn địa chấn quá mạnh đã khiến tảng đá khổng lồ rơi xuống và chặn lấp cửa hang, giam chặt 8 thanh niên xung phong cùng với 5 chiến sĩ báo phinh đã hy sinh ngay trước cửa hang. Hang Tám Cô là điểm di tích nổi tiếng nằm trên con đường 20 quyết thắng. Đây là nơi bom đạn Mỹ không ngừng dội xuống ngày đêm nhằm cắt đứt tuyến đường chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam. Chính tại nơi này, biết bao xương máu của lực lượng thanh niên xung phong đã đổ xuống để giữ cho tuyến đường luôn được thông suốt. Trong đó, nổi bật là sự kiện 8 anh chị thanh niên xung phong hy sinh vào ngày 14 tháng 11 năm 1972. Tại km 18 trên đường 20 Quyết Thắng có hang y tá nơi chị Nguyễn Thị Sẵn, y tá trong thời kỳ kháng chiến từ năm 1966 đến năm 1973 phục vụ trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên cung đường 20 này. Cùng với đại đội 211, chị cùng với các anh các chị với nhiệm vụ san lấp hố bom, san lấp mặt đường, đảm bảo cho tuyến đường luôn được thông suốt, cứu chữa thương bệnh binh. Tuy nhiên thì vào ngày 20 tháng 6 năm 1966 thì đã chứng kiến sự hy sinh của chị Nguyễn Thị Sẵn ngay chính trên km 18.500 trên đường 20 này. Hàng y tá nằm ở km số 18 của đường 20 Quyết Thắng. Đây là nơi yên nghỉ của nhiều y tá, chiến sĩ Trường Sơn. Trong đó có nữ y tá liệt sĩ Nguyễn Thị Sẵn, người đã cố gắng đến hơi thở cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ. Đường 20 Quyết Thắng là một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan do ý chí vì độc lập, tự do của chiến sĩ làm nên. Các lực lượng trên đường 20 Quyết Thắng đã không quản ngại gian khổ, hy sinh với tinh thần người trước ngã, người sau thay thế. Sống bám đường, chết kiên cường, dũng cảm. Địch phá, ta sửa, ta đi. Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả vì chiến thắng. Được sinh ra và lớn lên trong một môi trường hòa bình, thì tôi thực sự rất xúc động, biết ơn và tự hào về những truyền thống anh dũng, hy sinh, kiên cường của thế hệ cha anh đi trước, và trân trọng cảm ơn sự hy sinh đó đã đổi lấy bằng xương, bằng thịt để chúng tôi được sống ấm no, hạnh phúc như thế này. Về với đường 20 Quyết Thắng, tận mắt chứng kiến từng tấc đất, gốc cây thắm máu đào của các anh hùng liệt sĩ, lắng nghe những câu chuyện đã trở thành huyền thoại bất tử, kính cẩn nghiêng mình và mãi mãi nhớ ơn những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân trên tuyến lửa, vượt lên cái chết cho đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.